cha và con và thánh thần. Amen. Xin ơn Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha và ơn thánh hiệp của Chúa thánh thần và cùng tất cả anh chị em. Tưởng nhớ đến cha Sang nhân ngày giỗ 100 ngày của Ngài. Đương nhiên rằng anh em đến đây với Ngài, mỗi người có tâm tình riêng để tưởng nhớ đến Ngài. Nhưng để cử hành thánh lễ này, trước nhất tôi xin cảm ơn cha Tuyển đã khiêm tốn để cho tôi tử tế và để cho cha tôi giảng lễ trong nhà. Trong cái điều mà Ngài nói rằng chúng tôi có nhiều liên hệ với cha Sang trong nhiều thập niên qua, riêng tôi có một liên hệ đặc biệt với Ngài vào năm 1991. Tôi từ Tân Tây Lan qua để học mặt với anh em Linh Mục vùng Nam Thái Bình Dương. Tôi gặp cha Sang và nói chuyện với Ngài trong tâm tình của anh em Linh Mục. Tôi có nói với Ngài rằng năm tới, theo quy chế của Tân Tây Lan, tôi làm việc 10 năm, tôi được nghỉ dài hạn 1 năm. Tôi không biết rằng tôi làm gì đây. Không lẽ đi chơi cả năm về tài chính cũng như là cái hiểu biết của mình không cần thiết. Thì Ngài có góp ý với tôi rằng thôi anh qua Úc đi học đi. Nói là nói vậy thôi, chứ không có bàn sâu vào vấn đề. Sau khi rời trở về tới lúc này, tôi đã nhận được cái thơ dày cộm của Ngài. Mở ra thì đó là cái đơn xin đi học ở Đại học Công giáo. Ngài dẫn rằng chắc cái điểm vào đó mà gửi lại tôi. Thì tôi cứ làm vậy thôi. Tôi niệm và gửi lại cho Ngài. Thế rồi tôi quên hẳn đi cái đơn xin học đó. Mãi cho đến đầu năm 92, đại học bên đây gần mở cửa, thì tôi nhận được một cái thơ của đại học gửi đến cho biết rằng đại học nhận tôi vào chỗ học đó, ngành khoa học xã hội. Nếu có nhận cho chúng ta biết, bằng không chúng ta cho người khác. Thì tôi cứ làm theo cái quán tính tôi chấp nhận. Để rồi đầu năm 92 tôi qua đây. Khi tôi qua tới thì chính cha xe đã đón tôi từ phi trường, đưa tôi thẳng về nhà xứ Hollywood, giới thiệu tôi với cha sở lúc đó là cha Michael Jassy, để tôi được ở đó, ăn ở đó. Và sau đó Ngài cũng đã nhờ tôi, giúp tôi có một tốc độ phục vụ là tôi giúp cho cộng đồng John Wan ở Hollywood. Vì lúc đó Ngài cần nhiều thời gian hơn để lo cho những anh chị em trong cộng đồng Swinburne đang phát triển mạnh. Và ngoài ra, Ngài còn nói với cộng đồng John Wan giúp tôi
phương tiện để đi học. Chính Ngài giới thiệu cho tôi đó, và chính nhờ Ngài giới thiệu ở đó mà gần như là 7 đời cha sở Úc và Collingwood. Đó là một trong những điều kiện để tôi được nhận vào Tổng giáo phận Melbourne. Thì chúng tôi trong tuần thập niên qua, chúng ta đã liên hệ với nhau nhiều trong những lần họp tuyên quý, trong những lần họp niên tu sĩ mỗi tháng, trong những lần ngồi tòa giải tội mùa Giáng sinh, mùa Phục sinh, trong những buổi huấn luyện chuẩn bị hôn nhân mà giữ âm đến nay anh cảm thấy còn lại một nhóm là nhóm an cư hàng năm gặp gỡ nhau. Mặc dù con cái gần đây đã qua đại học, cho nên anh em thấy rằng tôi đối với Ngài cũng sự liên hệ đặc biệt của tôi. Và nhất là 2 tháng rưỡi cuối cùng khi Ngài vào để huấn luyện cho sinh viên của tôi ở, thì anh em có lại có những cái kỷ niệm thân thương mà chính tôi có những lúc giờ đây tôi chưa nghĩ rằng Ngài đã ra đi. Những lúc Ngài đau đớn, Ngài không than phiền với ai cả. Đến nỗi bác sĩ và y tá bảo rằng chúng tôi không giúp Ngài được gì hết, vì khi mọi ngày Ngài nói rằng tôi không đau, cho nên chúng tôi không làm gì hết. Đối với người trong gia đình, anh cũng không than vãn, nhưng mà thân nhân trong gia đình chỉ nhìn thấy sắc diện của Ngài, cái cách ngồi của Ngài, cách trở mình của Ngài, biết rằng Ngài đau nhưng không làm gì hết. Rồi thưa anh kia, tôi đã học với Ngài được chấp nhận đau đớn đó để kết hợp với Chúa. Nhưng mà chẳng biết là tôi học được đến bao nhiêu của Ngài được. Nhưng mà ngoài cái đau đớn nó ra trong thời gian, chúng ta còn có những giây phút mà thân thương với nhau. Lấy ví dụ mình chim thấy có một ngày một quýt kem, đông quýt kem cáp cháo một ngày, cho nên gia đình đã nói rồi ăn đem vào để tất cả cùng ăn. Tôi cũng được mời quá. Trước khi ăn thì gia đình nhờ tôi, nhờ không phải nhờ tôi, nhờ các cha làm phép. Tôi bán cái cho Ngài, anh sang anh làm phép đi. Nó anh làm cho ông tôi. Tôi nói không, anh là chủ nhà, còn tôi chỉ là hàng xóm thôi, tới ăn ké thôi. Nhưng Ngài nói rằng không, anh nhớ rằng anh lớn hơn tôi, anh phải làm. Tại nó chưa thấy rằng những cái giây phút thân thương đó chúng ta làm sao quên được. Cho nên thì em thấy rằng riêng tôi trong ngày hôm nay nhân lễ dỗ 100 ngày của Ngài, tôi có những cái liên hệ đặc biệt riêng đó. Và cũng ngày hôm nay em thấy rằng cũng nhờ Ngài mà tôi được dân lễ đầu tiên, chủ tế đầu tiên trong nhà thờ mới này. Một nhà thờ mà cha Sang đã nghĩ đến, đã quy hoạch bao nhiêu thập niên trước. Tôi được phúc hơn Ngài là được đứng đây để chủ tế hôm nay. Tôi nói đầu tiên nghĩa là cha Tuyển và những em kế tiếp chắc chắn là sẽ welcome tôi bất kỳ lúc nào. Cảm ơn cha Tuyển rất nhiều. Cho nên cho anh chị em, như tôi đã nói anh chị em, có những lúc tôi cảm nhận rằng Ngài chưa ra đi, nhưng mà thực tế là hôm nay
chúng ta tưởng niệm đến Ngài, dâng lễ dâng trong nhà của Ngài. Giờ đây chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Riêng tôi cầu nguyện cho Ngài là ít. Đang khi đó, Ngài giúp tôi nhiều hơn, vì khi đời sống, trên đời sống thường ngày, Ngài đã thương tôi nhiều hơn. Do đó, mỗi người chúng ta nhân dịp hôm nay cầu nguyện cho Ngài. Và để mọi người gieo đỉnh lên. Anh chị em thân mến, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng với hạnh mầu nhiệm tăng.
Phaolô tông đồ của tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với người. Bởi được tha tội trong sự chết của người, để như đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã thường chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Đó là lời Chúa. Thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Rồi Đức Giêsu thưa cùng Chúa Cha: Bây giờ tâm hồn con xao xuyến, con biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh danh ta, ta còn ta sẽ còn tôn vinh nữa. Tin mừng Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Thưa anh chị em, tôi được yêu cầu, hay có thể nói là được phân công chia sẻ trong thánh lễ dỗ của cha và Quỳnh Sang hôm nay. Một phần có lẽ do tôi biết cha đã nhiều năm, từ ngày đặt chân xuống Đô Bần sau khi rời khỏi Sydney vào năm 1983 và ra sinh hoạt với cộng đoàn Do Hoan ở Hollywood. Biết cha gần 40 năm nên có lẽ tôi có khá nhiều điều để nói về cha.
Tuy nhiên tôi sẽ không kể ra ở đây nhiều chi tiết về cuộc đời của cha, vì tôi chắc quý cha và những anh chị em đang hiện diện trong nguyện đường này cũng biết khá rõ về cha Bảo San cách này hay cách khác. Và mỗi người tôi chắc chắn đều đang giữ cho mình những ký ức đẹp và phong phú. Trong nhiều năm giao tiếp, làm việc, sinh hoạt cũng như trao đổi và chia sẻ với cha, tôi thấy cha ấp ủ trong tim và nỗ lực hoạt động cho ba tình yêu lớn: yêu Chúa, yêu Tổ quốc và yêu người. Dĩ nhiên, yêu người trong đó nhất định phải có những người gần gũi nhất ở trong gia đình của cha. Thứ nhất, tình yêu lớn dành cho Chúa. Có người nói với tôi, cái chết của một linh mục có vẻ như không giống cái chết của những người khác. Tôi hỏi tại sao lại không giống? Cũng là nhắm mắt lìa bỏ cõi đời, cũng là ra đi với hai bàn tay trắng, cũng là về với bụi đất để trở về phục sinh, và còn nhiều cái cũng là nữa. Thế thì có gì khác đâu? Người ấy trả lời, con cảm thấy khác, rất khác và khác rất sâu xa. Tôi nghe vậy nhưng mà vẫn bán tín bán nghi. Cho tới hơn 3 tháng trước đây, trong lúc tham dự thánh lễ an táng của cha Bà San cũng ở trung tâm này, tôi suy nghĩ về nhận xét trên đây và tôi thấy hình như nhận xét này khá đúng, đặc biệt là với sự ra đi của cha Bảo Quỳnh San. Bởi vì khi cha rời bỏ chúng ta không chỉ mất đi một cá nhân như bất cứ ai khác, nhưng là mất đi một người đã nói với chúng ta một cách rất nhiệt thành về Thiên Chúa, về Đức Kitô bằng tất cả tình yêu và niềm tin mãnh liệt của mình. Nhìn vào cổ áo quan có thi thể của cha ở trong đó, chắc nhiều anh người trong anh chị em cũng như tôi bàng hoàng nhận ra rằng giọng nói quen thuộc trong bao nhiêu năm vẫn rao giảng lời Chúa giờ đây đã im tiếng. Bàn tay vẫn giơ lên để ban phép lành, giờ đây buông xuôi và bất động. Cái chết của cha không giống cái chết của những người khác, bởi vì cha là người đã được giao phó vai trò đại diện Đức Kitô ở trần gian và đồng thời đã mặc lấy thân phận của Đức Kitô. Cho nên khi cha rời bỏ chúng ta cảm thấy hình như có một gián đoạn nào đó trong mối dây liên hệ quen thuộc đã từng dẫn đưa chúng ta lại gần Chúa. Chính Đức Kitô đã chỉ ra mối dây liên hệ đặc biệt giữa Ngài và các linh mục khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha: con cầu nguyện cho những kẻ cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về cha. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Kết hợp mật thiết với Đức Kitô là điều mà cha Bảo Quỳnh San đã cố gắng không ngừng trong suốt cuộc đời 40 năm lên bộ của cha. Tôi thấy cha là người đã gìn giữ, đã theo những giáo huấn của Chúa Kitô một cách vô cùng trung thành. Bởi vì đối với cha, thờ tác vụ linh mục không phải cho vinh quang của riêng mình, nhưng là để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ dân Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng ta nhớ trong bữa tiệc ly, khi thánh lễ đầu tiên được cử hành, Đức Giêsu đã lưu ý các môn đệ: chức linh mục không phải là quyền uy, không phải là một địa vị để đãi, nhưng là phục vụ tha nhân bằng tình yêu thương và trong khiêm nhường. Vì linh mục được kêu gọi để theo gương thầy, đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình vì người khác. Tôi nghĩ rằng cha Bảo Quỳnh San trong 40 năm cử hành thánh lễ
đã cảm nghiệm hết sức rõ ràng rằng của ấy lễ hy tế không thể tách rời ra khỏi phục vụ. Dĩ nhiên điều này đúng cho tất cả mọi Kitô hữu, nhưng đặc biệt đối với linh mục, vì họ là người đứng bên bàn thánh để hiến tế của lễ cho chính mình và cho cộng đồng. Như tôi đã nói ở trên, tất cả chúng ta đều đã có diễm phúc được biết chẳng hoặc nhiều hoặc ít bằng nhiều cách khác nhau. Có người biết cha như một người mục tử đầy nhiệt huyết, luôn đi sát với đàn chim của mình. Có người cảm phục cha vì trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cha cũng luôn trân trọng ơn gọi linh mục của mình. Tất cả những ai biết cha và Thủy Sang đều biết rằng Thánh Thể là nguồn gốc sức mạnh tâm linh của cha và cũng là nơi đem lại cho cha niềm an ủi. Tôi nhớ trong thánh lễ pháp tang ở những đường này, là chủ tế là của chúng ta lúc này là cha cố Võ Thanh Xuân đã kể rằng mặc dù cơn bệnh hành hạ và làm cho cha Bạc Sang gần như kiệt sức, nhưng cha đã dâng thánh lễ kỷ niệm 40 năm linh mục bằng hết cả tâm tình và với sự trang trọng triệt để như cha vẫn làm trong suốt 40 năm. Một chi tiết vô cùng cảm động mà tôi muốn nói đến ở đây, đó là khung cách cha đã chọn để âm thầm chịu đựng những đớn đau về thể xác mà căn bệnh mang đến cho cha trong những ngày tháng cuối đời. Khi biết mình bị bệnh, cha gần như không nói với ai, ngay cả với chị Tím là người em gái tinh thần. Không phải phát xuất từ cái chủ trương khắc kỷ một cách máy móc, nhưng là thái độ sẵn sàng bác thập giá vì yêu mến Chúa Kitô. Có thể trong những cơn đau, cha cũng thưa với Chúa như chúng ta được nghe trong bài tin mừng vừa qua: bây giờ tâm hồn con xao xuyến, con biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng rồi cha bằng lòng chấp nhận để cho hạt lúa gieo vào đất và chết đi, còn có thể sinh được nhiều hạt hơn. Đó là tình yêu mà cha đã có cho Thiên Chúa. Thứ hai là tình yêu lớn dành cho Tổ quốc. Dĩ nhiên không phải là Tổ quốc do những người cộng sản hiện nay dựng nên, nhưng là một Tổ quốc được mô tả trong đường hy vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Đồng Thuận. Một Tổ quốc với non sông nước Bắc, với lịch sử vẻ vang, với đồng bào cần mẫn, với chiến sĩ hào hùng. Một Tổ quốc đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Cha thực hiện trọn vẹn lời nhắn nhủ của Đức Cố Hồng Y: vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Cho nên chúng ta được nghe cha Brandon Hayes trong bài giảng lễ an táng cho biết, ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi cha bà Thủy Sang nhận được tin Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, cha đã tự giam mình 3 ngày trong căn phòng của cha ở chủ viện của Corpus Christi ở Hoa Kỳ, không tiếp xúc với bất kỳ ai, và cha nhịn ăn bởi vì quá đau buồn, chỉ một mình cầu nguyện với Chúa. Đau, nỗi đau của dân tộc. Tổ quốc của cha là Tổ quốc do chính con rồng cháu tiên dựng lên từ thời Lạc Long Quân và ông Thuyền, đầy ắp tình người. Tôi còn nhớ trong khoảng những năm 84, 85, 86 của thế kỷ trước, những anh em chúng tôi như Hỷ, Tường, Ái Ước vân vân thường xuyên được nghe cha bà say sưa giảng cho nghe về hệ thiên rồng, về tam tài, thiên địa nhân, trời đất và người, tượng trưng bằng ba cây nhang mà cha kính cẩn dâng lên trước bàn thờ mỗi khi cử hành thánh lễ. Trong hệ thiên rồng của cha gồm có các kinh, trong đó chứa đựng những tinh hoa của truyền thống và văn hóa Việt tộc như kinh Trầu Cau, kinh Sơn Kinh, Sơn Tinh Thủy Tinh, kinh Chữ Đồng Tử vân vân. Những kinh này giống như ngũ kinh của Khổng Tử. Do đó nhiều anh em chúng tôi gọi đùa cha là San Phu Tử, giống như kiểu các học trò của thầy Xuân Thu gọi thầy Khổng Phu Tử.
Chúng tôi không biết là cụ có thích hay không, nhưng chỉ thấy cha San phu tử cười hề hề. Đó là tổ quốc, đó là một tổ quốc rất đẹp mà cha luôn ấp ủ ở trong tim của mình và luôn yêu mến nó. Thứ ba là tình yêu lớn dành cho tha nhân. Chúng ta chỉ cần nhìn vào số lượng những người đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của cha, nghe những chia sẻ của học sinh và giáo dân đến từ Rosebud, chúng ta có thể đo lường được tình thương mà cha bảo truyền sang đã dành cho tất cả những người cha đã gửi đến để phục vụ. Cũng như không còn phải nghi ngờ rằng những người trong gia đình và gia tộc dành được một chỗ đặc biệt ở trong tim của cha. Tôi được biết là mặc dù cha không hề có ý định trở về Việt Nam, nhưng khi nghe tin một người cháu bị đau và muốn gặp cha để được an ủi và giúp đỡ để đức tin, cha đã không ngần ngại làm một chuyến hồi hương sau gần 40 năm tiến sĩ. Tình yêu cho người thân đã thắng vượt mọi quý kỵ, mọi nghi ngờ bị bất chấp. Thưa anh chị em, 100 ngày trước đây, cha bà Trùy San giã từ dương thế, giã từ cuộc đời để sinh vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta buồn rầu và thương tiếc, nhưng rất có thể cha muốn nhắn nhủ chúng ta: xin đừng giữ tôi lại. Thiên Chúa đã cho chuyến đi của tôi thành công, xin cho tôi đi để tôi trở về với chủ của tôi. Tôi ra đi nằm sâu trong lòng đất, thân xác tôi sẽ tan rã thành bụi đất, nhưng là những người công giáo, chúng ta tin rằng sẽ được hóa thân nhờ tình yêu của Thiên Chúa. Và vì được tạo dựng giống hình ảnh của Ngài, nên chúng ta cũng mang nơi mình sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta hẹn cùng nhau gặp lại trên những chỗ hàng sáng mai sau, nhục thể ly trần, lưu cát bụi, hồn thiên thoát tục, nhập thiên phục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ngàn hữu, Đấng đã cho Đức Kitô Con Chúa chiến thắng tử thần về với Chúa, xin Người đoái thương ban ơn cứu độ cho người thân yêu mà chúng ta được nhớ trong thánh lễ hôm nay, cũng như cho mọi người đã qua đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, cho Cha cố bạc hình xa khi mà chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ độ hôm nay. Một linh mục đã suốt đời hiến mình phục vụ cho Chúa và giáo hội, xin Chúa cho Cha cố được sớm được niềm hạnh phúc mà Chúa muốn ban. Chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa chẳng đợi chúng con. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa cho chính chúng ta, cộng đoàn nhân Chúa đã cùng họ qua đây trong niềm tin, để còn ngày cho ta cố tạo quyền xa. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn con hoa thiện chúng ta. Nhưng hiện tại chúng ta chưa có làm được, vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ
an vị những di vật này nơi tường tưởng niệm của chúng ta. Nơi đó cũng là nơi mà Ngài đã tự chọn cho mình cái chỗ, cái phần đó, và bên cạnh Đức Hồng Y và những người thân trong gia đình của Ngài. Vì vậy đó là những việc mà chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ an vị ngày hôm nay. Xin mời Thánh Ca lên cao, đi ra phía trước và đi về bên trái. Xin hai em cùng đến với nhau cùng chúng ta đi từ từ, cháu chạy đi từ từ lại. Xin mời quý cha, xin mời di ảnh của cha Phú Hoàng Thành Sang khi đến đón chủ tịch công đoàn Nga B. Có phúc là hơn mọi người nơi đây. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời. Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, hiện nay và trong giờ lâm tử. Tang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn và cô lô mê ô lên chung đi mời hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Thưa công đoàn, giờ đây chúng ta cùng xin Chúa làm phép nơi an nghỉ này. Trên bức tường tưởng niệm chúng ta lưu lại tất cả những di vật, những đồ dùng và đã gắn liền với Ngài, cũng như những phần thân thể còn lại của Ngài với chúng ta ở đây. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã an nghỉ trong mộ 3 ngày, hầu thanh hoa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa tái thương ban cho tôi thơ Chúa là linh mục bà Huỳnh San được an vị nơi tường tương niệm này, cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thanh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Trong khi gắn bài vị của cha cố, chúng ta cùng cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Sau mỗi lời nguyện, chúng ta cùng thưa: Xin Chúa nhập lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhập lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn Bartolomeo được sống đời đời. Xin Chúa nhập lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Bartolomeo vào nước trời. Xin Chúa nhận
Chúa đã nuôi dưỡng tôi tới Chúa là linh hồn Bartolomeo trong tiệc thánh mình máu Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Bartolomeo vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và xin Chúa đoái thương cho chúng con là những người đang thương nhớ linh hồn Bartolomeo này, được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Vì đây chúng ta đọc lời kinh mà Đức Giêsu Kitô truyền dạy chúng ta với cha cố của chúng ta, cũng như một kinh kính mừng để chúng ta cầu nguyện cho tất cả những linh hồn đã được an vị nơi tường tưởng niệm này. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin nhớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Maria đầy ơn vui với Chúa Trời ở cùng bà, ta có phúc là mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn con tôi, cho nghỉ ngơi, xem thấy mà. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cảm ơn quý cha cùng tất cả quý tu sĩ nam nữ, cũng như quý ông bà, anh chị em và gia đình.